Nè, cô làm gì vậy? Cây báo tử này là vật định tình của tướng quân và lâm cung cô nương. Sao cô lại khờ như vậy? Chuyện tình ngày xưa đã qua rồi, vật định tình giữ lại để làm gì nữa? Vậy trong lòng của tướng quân còn nhớ tới năm cung cô nương không? Nhưng tôi không thấy gì chuyện tình ngày xưa mà không nghĩ tới việc tương lai. Cô có thể hứa với tôi một việc không? Việc gì? Hãy hứa với tôi làm phu nhân của tôi. Cô chịu hứa không? Phải đối xử đàng hoàng với phu nhân của tướng quân, đừng có nghiêm khắc như đối xử với binh sĩ vậy. Bằng không, tần nương tử sẽ chịu không nổi đâu. Tử Từ, lão thần yên tâm trao cháu nội cho cháu đó. Xin bà yên tâm, cháu sẽ đối với Vĩnh Cầm thật tốt và không để cho cô ta chịu khổ. Bà biết chứ, bà vừa mới mất đi một cháu trai, giờ lại có thêm được cháu rể. Ông trời thì không có bạc đãi với tôi. Lão phu nhân phước to mạng lớn, hôm nay là ngày vui, đừng có khóc nha. Đa tạ đại dương an ủi, lão thần còn có một nguyện vọng. Tử Từ, cháu nhất định phải làm được giùm cho ngoại. Xin ngoại cứ nói. Đánh thắng trận chiến này, nhất định phải đánh thắng. Hôm nay là ngày vui của Ngũ tướng quân. Trong quân đội tất cả giản tiện, không tiện kêu người ta bày yến tiệc. Thôi hôm nay mọi người thoải mái một chút. Nha, cạn ly cho Ngũ tướng quân. Cạn ly cho Ngũ tướng quân. Cạn ly cho Ngũ tướng quân. Cạn ly. Cạn ly cho Ngũ tướng quân. Cạn ly. Xin lỗi. Tại sao lại nói xin lỗi? Thành hôn với nàng như vậy thật là tội nghiệp. Được thành hôn với huynh đó là tâm nguyện của muội, làm sao mày thiệt thòi được? Chúng ta không có kỵ qua, không có thân bằng bạn hữu, và cũng không có nề mắm chân em. Nhưng mà có như ý lăng quân, như vậy là đã đủ rồi. Những điều khác muội không cần. Vĩnh Cầm à, thức dậy rồi hả? Hãy rửa mặt đi. Cảm ơn. Muội đã nấu điểm tâm rồi. Lát nữa ăn cơm xong ta đưa nàng đi gặp một người. Được. Tại sao nàng không hỏi đi gặp ai? Những người mà tướng công kêu muội đi gặp, muội nhất định sẽ đi. Tướng quân. Ừ. Đằng kia kìa, có phải năm cung cô nương không? Bây giờ là yến phu nhân,
Ngụ tướng quân chào ông. Tôi cố tình đưa phu nhân của tôi tới gặp bà. Tôi đã từng nghe nói Ngũ phu nhân. Đừng gọi là Ngũ phu nhân, nếu không chê trách thì cứ gọi là muội đi. Trên đường cảm ơn tỷ tỷ để chăm sóc cho tướng công, thực ra muội phải bái tạ tỷ tỷ mới đúng. Dân phụ không dám trèo cao, tướng quân phu nhân đừng nói chăm sóc như là không chăm sóc. Đó là chuyện ngày xưa rồi, đừng có nhắc tới nữa. Bạn Nhi đâu? Đã đi chơi với những đứa bé khác. Làm con nít sướng thiệt, muốn chơi lúc nào thì chơi, không lo gì cả. Đâu có ai phải trưởng thành từ nhỏ, cần gì phải ngưỡng mộ. Phu nhân nói rất là đúng, chuyện ngày xưa lưu luyến làm gì. Điều quan trọng nhất là bây giờ tất cả mọi người đều vui vẻ. Cái gì qua thì cũng đã qua rồi, tôi phải đi tìm bạn Nhi, xin lỗi. Yến phu nhân, chúng ta cùng đi đi. Thôi khỏi, bạn Nhi nó là một đứa bé lì lợm, cần phải coi chừng nó. Cảm ơn lòng tốt của Ngũ phu nhân, xin lỗi. Tướng công, khi chúng ta về tới nhà nhất định phải khoản đãi Yến phu nhân cho tử tế. Được, được. Tôn đại ca. Tôn đại ca. Không được, phải đi nhà cậu. Tôn đại ca. Công chúa vô đây hồi nào vậy? Phải, muội cũng lấy làm lạ, dạo lâu như vậy rồi mà huynh không thấy muội. Phải, có lẽ Tôn Võ đang chuyên tâm nghiên cứu chiến thuật cho nên không để ý tới công chúa. Thì xin lỗi nha, Tôn Võ phải đi nhà cậu. Khoan đi đã, muội có chuyện muốn hỏi huynh. Chuyện gì hả công chúa? Mấy ngày qua muội không muốn ăn mà cứ muốn ói mãi. Công chúa bị bệnh, lập tức mời đại phu chữa trị. Muội không dám, muội sợ. Yên tâm đi, có bệnh thì phải chữa. Đại dương của căn dặn là phải chăm sóc cho công chúa tử tế. Để Tôn Võ đưa công chúa đi. Muội chỉ sợ đại phu biết rõ muội đã có mang. Công chúa vừa nói cái gì? Muội nói muội chỉ sợ đại phu biết rõ muội đã có mang. Tại sao lại như vậy? Cái gì tại sao chứ? Huynh nói đi, giờ muội phải làm sao? Tôn Võ thì không biết. Chúng ta hãy sớm ngày thành hôn đi. Không được, không được. Cha về đây huynh lập tức đề hôn với cha. Được, không được đâu mà. Nếu huynh còn nói không được thì muội sẽ buộc tội huynh liền. Công chúa, công chúa. Lần này chết chắc. Chết chắc. Bái kiến phụ dương. Bái kiến đại dương. Tôn Khinh Gia. Bối bối. Bối bối nhớ phụ dương lắm. Ngoan. Đi ca. Hiền đệ. Gặp mặt hiền đệ thì vui vẻ. Bối bối, có nghe lời của Tôn Khinh Gia không? Tôn đại ca. Hả? Đại ca thường đưa con đi đây đi đó. Được. Đại ca, để đệ giới thiệu cho huynh biết, đây là vợ của đệ. Thì ra là tổng phu nhân. Đây là Tôn đại ca mà ta thường nhắc với nàng. Chào Tôn đại ca. Thất lễ, thất lễ. Hả? Mọi người đứng ở đây làm gì vậy? Đường xa mệt mỏi rồi, giờ phải nghỉ ngơi đã. Có chuyện gì trong buổi tiệc tỷ trần rồi nói sau nha. Đúng vậy. Hiền đệ, vô nghỉ ngơi trước đi rồi tính sao hả? Mời. Tử tư suốt đường rút lui về đây. Cái tên hồ đầu cá tử bàn, hắn tuyên dương khắp nơi, nói tôi là con rùa có đầu rút cổ, còn nói là trong vòng 3 tháng sẽ chiếm lấy Ngô quốc. Được, rất là tốt, đúng như Tôn Võ dự liệu. Để nghe lời của đại ca, mỗi khi rút lui đều nổi lửa đốt thành, không để lại chút lương thảo nào hết. Theo như lời đệ nói thì trên đường cái tử bàn đã dùng lương thực của bọn chúng mang tới. Nếu sợ cách chúng ta tới 3000 dặm, nếu vận chuyển lương thảo thì ít nhất cũng cần 1 tháng. Để có thể nào trong vòng 1 tháng hạ được cái tứ bàn không vậy? Cần gì 1 tháng, chỉ cần 3 ngày là bắt được hắn rồi. Giờ đi. Đại dương, chuyện gì? Kẻ hẹp thừa lệnh tới đây tìm Tôn đại nhân. Ra ngoài trước đi, ta tới ngay. Dạ đại nhân. Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi hả? Lúc nãy Ngũ tướng quân cho biết trong vòng 3 ngày là có thể bắt cái tử bàn về đây, nên chúng ta có thể phản công. Để dương được làm như vậy, xin được làm như vậy. Tại sao? Phải biết rõ kiêu bình tất bại. Chúng ta có thể trong vòng 3 ngày hạ được cái tử bàn, nhưng đó không phải là mục đích chủ yếu của chúng ta.
Mục đích chủ yếu của chúng ta là diệt nước Sở. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Phải làm cho cả nước Ngô dân chúng lầm thề. Đại Dương, Tôn Võ có việc ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay. Công chúa, kiếm ta có chuyện gì? Ngũ tử tư thành hôn rồi. Cô kiếm ta là vì chuyện này? Ừ, ta đã biết rồi. Hãy nghe muội nói, Ngũ tử tư có thể bỏ qua cuộc tình cũ đối với nam cung cô nương để rồi cưới phu nhân mới. Tại sao huynh không thể bỏ tình cũ với vợ con của mình để thành hôn với muội? Không được đâu, hai chuyện khác nhau mà, đâu thể gộp chung mà nói chứ. Khác nhau chỗ nào? Ngũ tử tư có thể chiến trường gian khổ đều có thể thành hôn. Tôn Võ đã bàn chuyện quốc gia đại sự với Đại Dương, nhi nữ tư tình không khác bàn sao đi. Tôn Võ cáo từ. Tôn đại ca, Tôn Võ. Xin lỗi, lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Lúc nãy nói tới phải làm cho dân chúng nước Ngô làm thần. Đúng vậy, ta đã nhớ rồi. Đại ca, tại sao vậy? Nước Ngô càng loạn thì nước Sở sẽ nghi rằng nước Ngô dễ bị đánh bại, cho nên sự đề phòng của nước Sở đối với Ngô càng ngày càng ít đi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng làm thế nào mới gọi là dân chúng làm thần? Bổn vương không bao giờ muốn làm hại tới dân chúng của mình đâu. Đại vương yên tâm, dân chúng làm thần chẳng qua chỉ là cách để qua mặt thiên hạ mà thôi. Nước Ngô thật sự vẫn là quốc thái dân an. Đại ca, ba hồi thì nói dân chúng làm thang, bốn hồi thì nói quốc thái dân an. Đệ cũng bị đại ca làm cho hồ đồ rồi. Hiền đệ, muốn nghĩ rõ không có khó gì đâu. Chúng ta chỉ cần để cho nước Sở nghĩ rằng nước Ngô suy yếu thôi, chứ không phải là thật sự làm cho nước Ngô phải suy yếu. Hiểu chưa hả? Giờ đi. Đại Dương, sao lại là ngươi? Cái hàng thừa lệnh của công chúa tới tìm Tôn đại nhân. Bối tìm Tôn Ái Khanh à? Tôn Võ hứa với công chúa là ra ngoài chơi, cổ đang chờ bên ngoài. Để ta đi nói cho nó biết, chúng ta đã màng gì về quốc gia đại sự mà. Ế đại dương, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cần gì tới đại dương bận tâm. Tôn Võ đi thì được rồi, ta trở về ngay. Nè. Công chúa, tại sao lại kiếm Tôn Võ nữa chứ? Câu chuyện lúc nãy còn chưa kết thúc mà, Quỳnh đã quay mặt bỏ đi. Tôn Võ đã nói đang bàn chuyện quốc gia đại sự với đại dương mà. Quốc gia đại sự còn quan trọng hơn bối bối sao? Nếu Quỳnh còn không lên tiếng, kể như Quỳnh đồng ý với muội. Công chúa, muội đi nói cho phụ vương biết để phụ vương quyết định. Đừng nha công chúa. Trừ phi thành hôn với muội. Không được, công chúa đã hứa với Tôn Võ là giữ kín chuyện này mà, tại sao nói không giữ lời vậy? Tôn đại ca, đại ca nghiếp muội hả? Công chúa. Tôn đại nhân, đại dương mời. Ta lập tức tới ngay. Tôn Võ cáo từ. Theo ý của Tôn đại ca là chúng ta cho thám tử tới sở quốc trước, sau đó thì tung tin đồn khắp nơi, nói là nội bộ rất rối loạn. Hơi vậy tốt nhất, nếu chúng ta muốn đánh thắng lại không muốn nhiễu loạn lòng dân, ảnh hưởng tới dân sanh. Đại dương thật minh quân, quốc gia có được đại dương trị lý thật là có phước cho vạn dân. Tôn Ái Khanh, ý của Ái Khanh như thế nào? Chuyện gì cũng được, nhưng đừng nói tới việc nhi nữ tư tình. Xin lỗi nha đại ca. Hiền đệ đâu có tội gì chứ. Không phải đại ca muốn nói đệ đã thành hôn trong binh trại, như vậy sẽ làm ảnh hưởng kế kiêu binh hay sao? Không phải. Lời nói của Tôn Võ vô càng với đệ. Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi hả? Phải, nhớ ra rồi. Lúc nãy chúng ta nói là sai thám tử tới nước Sở dò thám quân tình. Ây da, Tôn Ái Khanh à, làm cái gì vậy? Có chuyện gì chứ? Đại Dương, cái mặt của Tôn Võ hình như có chuyện hả? Hình như. Chắc là Tôn Võ ngủ không đủ. Nhưng mà không sao, ta kiên cường lắm. Chúng ta tiếp tục bàn thảo nha. Người nhờ, đúng là làm bằng bột mì, hoàn toàn không có cảm giác. Bối bối, cha nè. Phụ thân. Bối bối à, cha nghe mấy cung nữ nói mấy ngày qua con không ăn cơm, không biết con có tâm sự gì đây? Đâu có.
Có phải là nhớ tới cha cho nên đêm không ăn, ngày không ngủ? Bối bối và phụ thân mỗi ngày đều gặp mặt, cần gì phải nhớ nhung? Người mà bối bối nghĩ tới là một người khác. Hả? Vậy con nhớ ai đây? Con nhớ tới đàn ông hay là đàn bà? Đàn ông. Hả? Là ai? Con không thể nói cho cha biết. Tại sao? Con đã hứa với anh ta không nói cho người khác biết. Cha kêu con nói con cũng không nói à? Ừ. Có phải con thương hắn lắm không? Ừ. Vậy thì con hãy nói cho cha nghe đi, để cho cha biết người đó là ai. Cha có thể giúp giùm con mà. Không được đâu. Bối bối à, ngay cả cha con cũng không tin sao? Nhưng mà con thương anh ta, anh ta lại không có thương con. Cái gì? Con cảm thấy đau buồn lắm. Cha càng đau buồn. Hãy mà nói cho cha biết người đó là ai đi. Ai hả? Nhà tôi quay khanh à, lần này nhất định phải giúp ta nhờ. Xin đại dương nói đi. Thời gian thì cái chuyện của công chúa đó. Công chúa? Công chúa xảy ra chuyện gì? Đã bị người ta ăn hiếp rồi. Ai mà dám to gan vậy? Một người đàn ông phụ bạc. Công chúa có nói cho đại dương biết người phụ bạc là ai không hả? Nếu chịu nói thì tốt quá rồi. Hay dạ, kể như gã bạc tình đó tốt số. Nếu như để cho ta biết hắn là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn đâu. Tôn Ái Khanh, Tôn Ái Khanh. Có Tôn Võ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta núp sau bình phong len lén nghe câu chuyện của hai người. Vì thần nghĩ rằng chuyện của công chúa nên để cho công chúa tự quyết định. Chúng ta có thể giúp đỡ nó mà. Chỉ có Tôn Khanh Gia mới có thể giúp cho nó thôi. Từ nhỏ bối bối đã cho thân với Khanh Gia, chuyện gì cũng nghe lời Khanh Gia mà. Cho nên chỉ có Khanh Gia mới giúp được ta thôi. Ý của đại dương là muốn kiếm ra người đàn ông phụ bạc đó. Có gì không được, ta dù sao cũng là chủ của một nước. Xin đại dương nghĩ kỹ. Hay là mình quyết định gì đi. Ta thì núp sau tấm bình phong, lén lén nghe hai người nói chuyện. Tôn Võ và công chúa sẽ bàn chuyện gì đây? Thì dạ, hãy tâm sự với nó đi. Bày ra cạm bẫy mồi móc đời tử của người ta là hành động bỉ ổi, Tôn Võ làm không được. Thì dạ, nó là con gái của ta. Không lẽ chuyện nhỏ như vậy Khanh cũng không chịu giúp đỡ bổn dương sao? Đại dương. Nếu để ta biết được người đó là ai, ta sẽ cho gã đó cầu sanh sống không được, chết cũng không xong. Là dám ăn hiếp con gái quý của ta hả? Công chúa, mời. Tôn đại ca, tìm muội có chuyện gì? Đại dương kêu ta kiếm công chúa. Phụ dương. Đại dương kêu ta hỏi công chúa, tại sao gần đây công chúa không muốn ăn lại lộ vẻ không vui? Không lẽ huynh còn không biết hay sao? Ta làm sao biết chứ? Chính là tại vì huynh. Đúng, là tại ta. Ta không có thời gian đi chơi chung với công chúa, nhưng công chúa cũng đừng làm như vậy chứ. Ta làm cái gì? Chính huynh đã làm bậy. Ta đâu có làm bậy chứ. Ta chỉ là lâu lâu hồ đồ một chút, quên lo cho công chúa thôi. Đại dương lo cho công chúa đó. Huynh nói là phụ dương lo cho muội, tại sao những lời đó không đích thân nói cho muội biết? Đúng ra đại dương muốn tới, nhưng mà sợ bối bối không được vui nên kêu Tôn Võ tới hỏi trước thôi. Muội biết phụ dương kêu huynh tới là muốn hỏi rõ kẻ phụ bạc là ai. Phải, nhưng mà không sao đâu, không muốn nói ra thì thôi hả? Tôn đại ca là người bạn thân nhất của muội, muội nhất định sẽ nói cho đại ca biết. Người đó rất mạnh khỏe, giống hệt như là Tôn đại ca. Sao nói kỳ vậy, ta đâu có mập chứ. Giống như vậy mà, anh ta tốt với người khác, thường lo cho người ta, ăn nói lại có duyên, giống hệt như là huynh vậy. Không giống đâu. Có biết là ai không? Ta không biết, ta làm sao biết là ai chứ. Nếu không biết là ai thì làm sao biết giống hay là không giống? Công chúa nói người đó tốt tới như vậy, tại sao nó giống Tôn Võ chứ? Nếu thật sự giống Tôn Võ thì công chúa cũng đâu có thường đâu. Mùi thích những người giống hệt như là Tôn đại ca vậy.
Công chúa thì là biết nói trời. Muội cũng muốn cười nhưng mà cười không có ra. Muội rất thương người ta nhưng mà người đó không có thương muội. Muội lại không thể nói cho người khác biết, vì vậy muội cười không có ra. Có lẽ người đó cũng có những lời khó nói. Cho dù không thể nói ra cũng không nên làm cho người yêu phải đau khổ. Muội có hiểu hay không? Không cần biết nguyên nhân gì, muội cũng đừng có làm cho muội buồn. Công chúa, công chúa, nguy, nguy rồi. Thiệt là vô lý. Đại dương bớt giận. Thì dám làm cho bố bối ta khóc thì là quả đáng. Tôn Võ tôi thì đáng chết. Không phải nói ngươi, ta định nói cái kẻ phụ bạc kia thôi. Vậy chứ người đó lại Tôn Quý Khanh à, có manh mối gì không? Dạ không có đại dương. Ta biết rồi, chắc là Mạnh Minh. Hả? Mạnh Minh chính là đại tướng của Ngũ Tướng Quân. Thân hình cũng giống hệt như Ái Khanh. Hơn nữa tối ngày cười nói vui vẻ, giống hệt như người lúc nãy bá bố đã nhắc tới. Không chắc đâu. Hãy nghĩ xem, những người có thân hình giống hệt như tôi Ái Khanh đây thì lết lắm. Hơn nữa cần phải có cơ hội tiếp xúc với bói bối. Ta nghĩ chắc chắn là Mạnh Minh mà. Đại dương, chưa chắc là hắn đâu. Không phải hắn chứ lại. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, đại dương cần phải điều tra rõ ràng trước. Hay là Tôn Ái Khanh của ta có thể nào nói cho bổn dương, bổn dương làm sao mà từ từ điều tra? Ta... Từ từ hả? Bổn dương bây giờ đi tìm hắn. Đại dương, hay là giao chuyện này cho Tôn Võ điều tra đi. Tại sao vậy? Tại vì đại dương đích thân đi điều tra, có lẽ hắn sợ không dám nói sự thật. Có lý lắm. Được, chuyện này giao cho Tôn Ái Khanh giải quyết. Nhưng mà phải lẹ nha, 3 ngày được không? Như vậy cũng đủ rồi. Chết cha tôi rồi. Đại ca, sao sắc mặt của đại ca khó coi quá vậy? Có phải mệt trong người không? Hay là làm việc quá độ? Đại ca đừng có bực mà. Đại kế phục thù của đệ còn phải nhờ tới đại ca giúp đỡ. Hiền đệ, ta nghĩ ta cũng giúp được hiền đệ. Nhưng không cần biết xảy ra chuyện gì, cho dù Tôn Võ có vắng mặt đi nữa thì cũng phải hoàn thành đại nghiệp diệt nước Sở. Đừng chịu sự ảnh hưởng của đại ca. Tại sao bỗng nhiên đại ca lại tùy tiện vậy chứ? Hiền đệ đừng nói thêm nữa, cứ việc làm theo kế hoạch của mình đi. Đại ca, đại ca, đại ca. Thần khải bẩm đại dương, nhờ hồng phước của đại dương, thần tam chiến tam thắng, được đất 3,000 mẫu và 60 thành trì. Mong đại nhân xuất thêm 20 vạn binh để có thể diệt nước Ngô và trùng trấn Thanh Oai đại sở. Phí Khanh gia, theo ta thấy rằng binh pháp có cái đạo thừa thắng xông lên, tử bạc tướng quân dụng binh như là thần, phải chuẩn bị xuất binh đi. Vậy thì cứ làm theo ý của Phí Khanh gia nói. Đại dương, thần phản đối tiếp tục dùng tử bàn làm đại tướng quân đưa binh xuất trận. Thần tướng quân tại sao nói như vậy? Tại sao nói vậy hả? Không lẽ tướng quân thật sự không hiểu? Tuy rằng tướng quân đánh thắng mấy trận, nhưng mà những chỗ tướng quân tới thì binh sĩ hiếp dâm phụ nữ, cướp đoạt tài sản. Nếu mà tiếp tục như vậy, chỉ e Ngô chưa diệt Sở thì đã loạn trước. Binh sĩ đánh trận thì phải hy sinh mạng sống của mình. Một khi đánh thắng trận thì sẽ được khen thưởng vàng bạc và người đẹp. Tôi nghĩ cái đó không có gì cả. Ôi đúng lắm. Hành quân đánh trận, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần có thể chiến thắng, những chuyện khác là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà thần tướng quân khỏi cần nói nhiều, đại dương đã quyết định xuất binh, thần tướng quân không lẽ muốn vi kháng tánh chỉ sao? Thần không dám. Vậy thì tốt. Tử bàn xuất binh trên dưới một lòng, thần tướng quân kinh nghiệm chiến trường, không lẽ không hiểu rõ cái lý lẽ bên trong sao? Đại dương, thần còn muốn xin một việc. 550,000 binh mã dưới tay của thần tướng quân có thể làm tiên phong đi phát Ngô. Xin đại dương hạ lệnh trao 55,000 binh mã kia cho thần để điều khiển. Tất cả do Phí Khanh gia quyết định. Đề nghị của tử bàn tướng quân rất đúng. Thôi thì giống như lời của tử bàn nói đi. Thần tướng quân không được. Thần tướng quân muốn cải lại thánh chỉ sao? Thần nghĩ không nên để cho tử bàn tướng quân lãnh binh. Làm như vậy là vi kháng thánh chỉ. Thần không dám. Thần chỉ có ý kiến về việc xuất binh thôi. Bay đầu dạ mang ra ngoài đánh 80 trượng cho ta. To gan.
Vì thần bất phục. Vì kháng pháp chỉ, tội thật đáng chết. Nể tình nhà người của công, đánh 80 trượng là coi như dễ dàng cho nhà ngươi rồi đó. Ngươi, kéo ra ngoài, đi, đi. Đại Dương, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi xuất binh. Đại ca, đại ca, nước Sở đã xuất binh. Hả? Chúng ta mà bố trí đi. Lập tức bố trí hả? Để đi tìm Đại Dương. Tôn Khanh, Tôn Khanh, tôi đã nghĩ ra rồi, làm sao bắt được cái gã bạc tình kia. Lần này nhất định không tha cho hắn. Bạc tình lăng nào vậy? Không có gì, hai người đang mạo mạo quốc sự à? Tôn Khanh à, Tôn Khanh, Tôn Khanh gia thì không có liên quan tới ta mà. Tôi biết chuyện đó là của bối bối, nhưng phải giúp tôi, nếu không không có ai giúp tôi cả. Đại Dương, đại ca, có chuyện gì vậy? Bây giờ Sở quân đang tấn công chúng ta, nếu chúng ta không lập tức đề phòng thì... Đúng vậy, đúng vậy, quốc gia đại sự là hàng đầu. Nhưng việc nhà lo không xong, Bổn Dương làm gì có tinh thần xử lý quốc sự. Nè Ái Khanh không giúp cho Bổn Dương, Bổn Dương tự đi. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương. Hiền đệ, huynh muốn làm gì thì làm đi. Lập tức trở về. Đại Dương lục lạo cái học tủ làm gì vậy? Tìm trúc dẫn ghi chú hàng ngày của bối bối. Cái gì ghi chú hàng ngày? Tất cả những người ở trong giường thất đều phải có ghi sổ sinh hoạt và hành động của họ, để cho quan giới sử biên soạn gia sử của giường thất. Những dòng chữ trong quyển nhật ký nhất định phải viết tên của những cụ bà kia. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tôn Khanh gia, làm gì hồi hộp vậy? Tôn võ chỉ quan tâm tới việc của công chúa thôi. Ngày 8 tháng 5 đã ngủ chung giường với anh ta, thiệt là hết nói nổi. Hey, thiệt là không nói nổi mà. Chết cha rồi. Đúng vậy, cái gã tội kia nguy rồi. Mấy ngày qua anh ta không ngó không ngàng, em đây không thể ăn không muốn uống, ngày đêm nhung nhớ xao xuyến bồn chồn trong lòng. Ê dạ con à, người này đã làm cho con như thế này hả? Tôn võ không biết nữa. Đôi mắt anh tuy nhỏ nhưng mà óng ánh, toát ra ánh sáng trí tuệ. Nè nè, trên này nói cặp mắt của hắn nhỏ đó, không giống Tôn võ. Thân hình tuy mập béo nhưng mà hành động lanh lợi. Mập béo, ban ngày nhớ, ban đêm tưởng. Đêm không thể ngủ, ngày không thể ăn, đau khổ vì nỗi tương tư. Mắt nhỏ nhỏ, thân hình to mập. Ê, bối bối giống hệt như là Ái Khanh vậy? Đâu có giống chứ, cách xa lắm à. Cha tự ý lấy vật riêng của bối bối thì là không phải. Bối bối, hãy mau nói cho cha biết cái gã tôi kia là ai, bây giờ ở đâu. Vật riêng của bối bối, phụ thân đừng có bận tâm. Lời của công chúa nói rất là có lý. Không được, ngày hôm nay ta nhất định phải tìm hiểu rõ câu chuyện này. Cha hỏi thế nào đi nữa con cũng không nói đâu. Con không nói à? Cha ra lệnh cho con hãy nói, tên dâm tặc kia là ai? Không phải là dâm tặc, người ta tốt với bối bối lắm mà. Chứ bối bối đã cam tâm tình nguyện. Con không biết xấu hổ à? Cha đập chết con.
đại dương bất giận, công chúa tuổi còn nhỏ. Bởi vì biết nó còn nhỏ, nhưng tại sao nó làm chuyện như vậy? Đại dương, ta nghĩ chúng ta đi khỏi chỗ này trước rồi từ từ mới tính sao. Cha không muốn lo tới chuyện của con nữa. Phu nhân, tôi đã hỏi ra được tình tức ông chủ rồi. Hóa ra ông ta đã giúp sức cho Thái tử Hoàng đó. Ông ta muốn giúp ai thì giúp, ăn thua dễ tới ta. Ta tuyệt đối không đi tìm ông ấy đâu. Bỗng dưng vô cớ lại bỏ tôi như vậy, tôi về nhà mẹ ông ta mất mặt. Theo ông ta bao nhiêu năm rồi, ông ta không có lương tâm. Ê, Mãn Đầu, tại sao không có ai nghe tôi nói? Vậy chứ người đó là ai? Thật ra đại dương không cần tốn công suy nghĩ tới chuyện của công chúa nữa. Nếu như công chúa muốn cho đại dương biết thì nhất định sẽ nói cho đại dương biết. Nếu công chúa không cho đại dương biết thì đại dương điều tra cũng không được đâu. Nếu như đại dương còn ép buộc công chúa, ta sợ cổ sẽ làm chuyện khùng điên. Có phải đại ca biết rõ chuyện? Ta đâu có biết, tôn võ làm sao biết được chứ. Quay hiền đệ, đừng suy đoán bừa bãi nha. Nhìn đại ca hồi hộp như vậy, có phải người đó quen với chúng ta không? Tại sao đại ca phải che cho hắn vậy chứ? Đâu phải, sự việc quan trọng đó mà. Ta đã nói với hiền đệ là đừng có nói bậy. Ta đã biết rồi. Có quen với chúng ta không? Tại sao đại ca phải che cho hắn vậy chứ? Đâu phải, sự việc quan trọng đó mà. Ta đã nói với hiền đệ là đừng có nói bậy. Ta đã biết rồi. Chắc là phó tướng của huynh đây. Đại ca, có phải vậy không? Nhất định là hắn. Chúng ta lập tức tới bắt người. Ngũ mã phanh thây và phơi thay hắn 3 ngày. Đi. Đại dương xin được làm như vậy. Đại dương đừng có nghi quan cho người tốt. Đại dương, tôn võ đành phải nói rõ cho đại dương biết tình nhân của công chúa là người nào. Là ai? Phu nhân à, đây là hoàng cung của Thái tử Hoàng, chúng ta vào trong đi. Ê, điên rồi hay sao? Chúng ta là thân phận như thế nào? Hoàng cung của Thái tử Hoàng đâu có tùy tiện cho chúng ta ra vào. Vậy tính làm sao? Ê, thoại nói chuyện với hai quân gia kia, tìm cách lên trên chào hỏi bọn chúng đi. Quay. Còn nữa, nếu không nói cho nhà ngươi biết phải làm thế nào, thì nhà ngươi phải ổn định bọn chúng lại, để ta lén lén vào phía sau. Tôi hiểu rồi, để tôi qua bển chào hỏi bọn chúng. Ấy, đi. Ây da, cái Mãn Đầu này làm cho người ta tức chết. Nó nhìn thấy là thấy ghét rồi. Tôi đi để đó cho tôi. Tôi đã làm Mãn Đầu. Mãn Đầu này có sức quyến rũ thiệt đó. Thật ra người đại dương muốn tìm kiếm chính là Tướng công. Nương tử. Ê, cái gì? Người mà ta muốn tìm chính là nương tử của hắn. Tiểu Điệp. Tướng công. Tiểu Điệp, tại sao bà bỗng dưng xuất hiện ở đây vậy? Làm sao không hy vọng tôi xuất hiện ở đây hả? Tôn võ không phải là ý này. Nếu như tôi không tới tìm ông thì ông không bao giờ tìm tôi đó phải không? Ông xem ông kìa, bây giờ ở nhà to, mặc áo lụa, to con mập mạp, còn lương tâm thì nhỏ xíu à. Chắc là đã quên người vợ Nguyên Thủy rồi, phải không? Vợ Nguyên Thủy không thể nào bỏ được, tôi võ làm sao bỏ được bà chứ. À phải, Mạng Đầu đâu? Mạng Đầu đi bán bánh bao rồi. Ồ. Nhà người kéo Bản Dương tới đây làm gì? Bản Dương còn chưa có tìm hiểu rõ câu chuyện. Công đại tẩu vừa mới tới đây, họ lâu rồi không gặp mặt. Chúng ta đứng ở đó như vậy, tôi thấy không được tiện lắm. Hơi giờ nhưng mà cái chuyện của bối. Tôi nghĩ là chuyện đó nhất định phải từ từ điều tra. Còn kêu Bản Dương từ từ điều tra à? Tôn Ái Khanh biết rõ là người nào mà. Lúc nãy đại dương cũng nghe lời của Tôn đại ca nói rồi. Anh ấy nói có lời khó nói, tôi nghĩ chắc là anh ta không muốn nói. Tại sao lại không nói? Không muốn nói chắc chắn là có nguyên nhân.
Tôi nghĩ chắc là anh muốn giữ danh dự cho công chúa. Bởi vì chuyện này nếu người ngoài biết được sẽ bất lợi cho công chúa. Bản gì tại sao không nghĩ tới điều đó? Chuyện đời thường ngoài dự đoán của mình mà. Tôi nghĩ là chuyện này chúng ta nên bình tĩnh chờ coi diễn biến. Đại Dương, xin Đại Dương đặt đại cuộc lên làm đầu. Hả? Cuộc gì đây? Nước Sở đang xâm phạm, tình hình rất nguy kịch. Chúng ta nên chuẩn bị cho sớm. Nè ông biết không, năm nay quán ăn của chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền. Không ngờ thời cuộc càng loạn, tiền lại dễ kiếm hơn. Người lui tới nhiều, có thương nhân, có những kẻ chạy nạn, náo nhiệt ghê lắm. Ê, họ còn nhắc tới ông nữa kìa, hỏi ông bao giờ trở về. Ông có nghe tôi nói hay không? Nghe chứ. Mấy năm ông vắng mặt, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Con heo ở nhà láng giềng đã sanh ra 12 con đó. Còn nữa, con gái của Thím Tám cũng đã lấy chồng rồi, khó coi lắm. Tiểu Điệp à, Tôn Võ có làm một việc có lỗi với bà. Đừng có nói nữa, ông tưởng tôi cái gì cũng không biết hả? Tôi biết rõ ông giết cái thơ bỏ vợ kia là một điều bất đắc dĩ, sợ liên lụy tôi. Tiểu Điệp à, thật ra Tôn Võ đây muốn nói là bởi vì tình hình lúc đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng mà ông đi vắng một mình tôi đâu có ý nghĩa gì. Nhất nữ bất nhị phu mà. Ông tưởng Tiểu Điệp là qua dạng ngoài đường ai muốn hái thì hái sao? Nhưng mà lấy ông bao nhiêu năm rồi, Tiểu Điệp tôi chỉ có một việc có lỗi với ông. Tiểu Điệp có phải bà? Phải, cái bụng của tôi không biết điều, không có sinh cho nhà họ Tô một trai một gái. Không có sao, từ từ hả, từ từ. Ê, Tôn Võ, có đẹp hay không? Tôn đại tẩu biết mà, mùi lòng người con gái làm chuyện như vậy thì không biết thế nào nữa. Vậy sao? Tôn Võ kia thật là đáng ghét, tại sao lại như vậy? Không có sao đâu. Ông chủ, mày thì đáng chết đó nha. Tôn Võ, lén lén đâu đó làm gì? Tôn Võ đâu có gì lén lút chứ. Tôn Võ không biết công chúa giá lâm không kịp nghìn đón, mong công chúa tha tội. Tôn đại ca, không cần đâu. Hơi già đó là người trong nhà rồi thì lẽ làm cái gì? Người nhà? Công chúa đã nói hết cho tôi nghe rồi. Đúng rồi. Nương tử, là lỗi của Tôn Võ. Đương nhiên có lỗi. Sư Nam không bao giờ tốt với tôi như vậy, còn tỉ mỉ đối với công chúa. Phải rồi, Tôn đại ca rất tốt với muội. Tôi đưa muội ra ngoài còn mua đồ chơi và mua kẹo cho muội ăn nữa. Bây giờ tôi đâu có biết ông ta thương con nít tới vậy. Thì ra là các người nói cái chuyện ngày xưa của công chúa đó hả? Vậy hai người còn có chuyện khác để nói nữa sao? Đương nhiên không có. Thật ra Tôn đại ca có nhiều điều không thể nói được giữa muội và đại ca. Gần đây tại vì công chúa hai người. Ông chủ à, gần đây hai người làm gì vậy? Mắc dịch. Gần đây tại vì công chúa, chúng tôi nghiên cứu binh pháp. Binh pháp? Lại mang mấy bản đó ra đi gạt người ta nữa hả? Dạ công chúa à, công chúa ăn học có buồn bực hay không? Không bực, học chung với Tôn đại ca vui vẻ lắm. Đương nhiên, công chúa băng tuyết thông minh, thái độ học tập rất là khá, lãnh hội rất cao. Công chúa à, những binh pháp dạy cho công chúa đã hiểu hết chưa vậy? Binh pháp? Không hiểu hả, tôi biết rồi, nhưng mà không sao. Tôn Võ bây giờ rảnh rỗi, tôi thì ôn lại một lần cho công chúa nha. Công chúa mời. Tôn Võ, đứng đó. Hôm nay công chúa sẽ ăn cơm tại nhà chúng ta. Công chúa là quý nhân mà sao lại ăn cơm chúng ta chứ? Công chúa mời. Tôn đại tẩu, giờ hôm nữa sẽ tới thăm riêng. Công chúa mạnh giỏi. Công chúa mời. Ê, ngươi không cần phải đi theo. Ông chủ à, tôi cũng muốn học binh pháp. Ngươi không có đầu óc làm sao học đây? Để tôi đi kiếm đầu óc vậy. Ê, tôi mang tới rồi mà. Ông chủ. Tôn đại ca, còn lời gì để nói? Công chúa, làm ơn tha cho Tôn Võ đi. Muốn ta tha bằng cách nào đây?
Tiểu Điệp, phu nhân của ta. Con người tôi đầy tẩu được lắm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đã sống chung với nhau hòa thuận lắm rồi. Công chúa, ta không làm khó dễ Quỳnh đâu. Ta đã nghĩ rồi, về để Quỳnh trả lời cho Tiểu Điệp. Ta quyết định chỉ làm lớn ta làm bé. Như vậy cũng có được đâu công chúa. Tại sao lại không được? Phu dương cũng có thể có tam thê tứ thiếp và có rất nhiều băng phi. Còn Quỳnh chỉ có Tiểu Điệp và ta thôi. Đại dương là đại dương, tôn võ đâu có giống chứ. Đừng có nói nhiều nữa, ta đã quyết định rồi, ba người mãi mãi không chia cách. Công chúa đừng nói nữa, tôn võ. Tôn võ xin cáo từ. Ta không ra gì cả, Thúc Thúc mới ngon lành. Thúc Thúc là đại tướng quân cầm binh đánh giặc. Đây là gì vậy hả? Ngố tế tư, chú ấy đánh giặc rất giỏi, kiếm thuật lại hay. Chú ấy nên lớn con rồi sẽ dạy tôi kiếm thuật, còn dạy binh pháp nữa. Mày đưa ta đi theo có được không? Không biết Thúc Thúc có chịu không, nhưng mà con người chú ấy tốt như vậy chắc chắn sẽ chịu. Hay quá, hay quá. Bằng Nhi. Mẹ. Qua đây. Chuyện gì hả mẹ? Khi thêm mà về, không cho chơi. Những lời con nói lúc nãy ai đã dạy cho con? Không, không ai dạy. Có phải Ngô Túc dạy hay không? Không phải. Nếu như mẹ không thích thì con không nói nữa đâu. Con đói bụng rồi phải không? Để mẹ nấu đồ cho con ăn. Được, để con phụ mẹ. Được, đi. Con hãy lấy gạo cho mẹ. Được rồi. À đúng rồi, con đi xách nước cho mẹ đi. Con lớn con phải bắt chước như Ngũ Thúc Thúc. Con người của Thúc Thúc vừa tốt, võ công lại cao cường, lại biết cầm quân đánh giặc. Mẹ đã nói rồi, phụ thân là một kiếm khách tài giỏi. Con không muốn làm kiếm khách, con muốn làm đại tướng quân. Mẹ coi có được không? Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói gì không? Con đi coi thử ai tới. Chào Di. Để đồ xuống đi. Dạ phu nhân. Mẹ, Di đã mang rất nhiều đồ tới cho chúng ta kìa. Thì ra là tướng quân phu nhân, thiệt thất lễ. Yến phu nhân, cái này là của tướng quân nhờ tôi mang tới cho phu nhân mà. Cái này là cái gì vậy? Bằng Nhi, con không được vô phép như vậy. Những đồ đó Ngũ phu nhân phải đem về. Yến phu nhân. Ngũ phu nhân, tôi có lời muốn nói với phu nhân. Cô ta thật không nhận. Phải. Bà ấy còn kêu từ nay đừng mang đồ đến cho bà nữa. Yến đại tẩu muốn gặp huynh. Muội đã thay huynh hứa với bà ta rồi. Có thể nào giúp đỡ cho muội? Cô biết rõ là tôi không bao giờ từ chối. Muội cần lệnh bài của Ngũ tướng quân. Muội muốn rời khỏi nơi này cùng với Bằng Nhi. Tại sao lại bỏ đi? Có phải ở đây không được thoải mái hay là không được cơm no áo ấm? Vậy là nguyên nhân gì? Muội muốn sống một cách bình thản chung với Bằng Nhi. Cuộc sống ở đây rất bình thản, ăn mặc đều thanh đạm mà. Gia đình bình thường thì làm sao lại có đặc quan quý nhân, tướng quân tướng lãnh tới thăm viếng? Tôi không muốn Bằng Nhi giống hệt như cha của nó, sống một cuộc sống không ổn định, sống những ngày tháng ở trên miền giao. Tôi thà rằng là một người nông dân bình thường. Nói tới nói lui, muội vẫn muốn lẩn trốn Quỳnh có phải không? Muội lo là huynh làm phiền muội chứ gì. Huynh đã thành hôn rồi mà, huynh chỉ muốn gặp mặt của muội thôi. Tại sao muội lại tuyệt tình vậy chứ? Ngay cả gặp mặt cũng không được. Vậy thì muội bắt huynh phải làm gì đây? Để bù lại lỗi lầm của huynh hả? Những việc đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Huynh không cần phải bù đắp cái gì hết. Tất cả có thể bắt đầu trở lại. Cần gì phải tự làm khó dễ chúng ta như vậy? Tất cả những việc của huynh làm chẳng qua để cho huynh thoải mái một chút. Huynh có nghĩ tới muội hay không? Có nghĩ tới Bằng Nhi hay không?
muội năn nỉ huynh hãy giúp đỡ giùm cho muội. Từ nay muội sẽ không năn nỉ nữa đâu. Mẹ à, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta phải đi một nơi rất là xa. Minh Châu! Minh Châu! Ngồi thật tốt, ngồi thật tốt! Bằng Nhi ngoan, con xuống tàu trước đi. Mẹ sẽ đi theo ngay. Cảm ơn Ngũ tướng quân tiễn chân. Minh Châu, ta sai hai người tùy tùng đi theo muội. Muội đi tới một nơi mới, nhất định phải cần người giúp đỡ. Cảm ơn Ngũ tướng quân quan tâm. Muội là một dân phụ, không thể nào sai khiến người khác. Lòng tốt của Ngũ tướng quân, dân phụ xin cảm ơn. Xin chào. Minh Châu, muội đi thật sao? Này nhất định sẽ đợi muội trở về. Lần này chinh sở đại quân chia ra làm bốn cánh. Trước tiên là xuất phát từ Trung Ly, tới Chuẩn Nạp chia làm bốn đội. Đội thứ nhất tấn công Bá Cử, đội thứ hai tấn công Trực Diên, đội thứ ba tấn công Minh Nhạc, đội thứ tư... Đại Dương. Ngũ tướng quân nói xong rồi à? Nói xong thì tốt rồi, Tôn Võ xin cáo từ trước. Nói xong rồi hay là chưa xong cũng đâu có gì khác biệt. Tóm lại Đại Dương và Tôn đại ca đâu có nghe được chuyện gì. Bây giờ đại biệt trước mắt, nếu như chúng ta không trên dưới một lòng thì hậu quả thế nào mọi người chắc hiểu rõ chứ. Cái gì cũng bối bối, ngày nào còn chưa dứt khoát thì bản dương ngày đó chưa có được yên tâm. Việc của đại ca, huynh cũng vì chuyện đó hả? Ta... Đương nhiên rồi, bối bối từ nhỏ rất thân với Tôn Ái Khanh, ông ta không bằng tâm được sao? Hiền đệ, Tôn Võ có lỗi với hiền đệ. Này, thôi đi thôi đi. Đối với cái việc quân sự tấn công vào sở quốc, ta nghĩ thôi để một mình Ngũ tướng quân xử lý là được rồi. Bản Dương và Tôn Khanh e rằng... Nếu như đại dương bận việc, Tử Tư xin gánh vác trọng trách này. Nhờ, Tôn Bế Khanh à, hai ngày qua có gặp bối bối hay không? Không gặp. Không biết tại sao từ sáng sớm đã không gặp cô ta cho tới khi hoàng hôn mới về nhà. Ái Khanh có biết chuyện gì hay không? Tôn Võ không biết. Thật sự không biết à? Thật làm cho bản dương phải bận tâm. Tôn Võ, ông về thiệt là đúng lúc, hãy xem ai đã tới. Tôn đại ca. Bây giờ thiệt là tức chết đi. Tiểu điệp tôi tuy rằng công sắc nước hương trời, cũng không phải là mẫu người con gái phàm tục. Không biết tại sao ngày xưa tôi lại thương ông ta như vậy nữa. Thiệt là hết nói mà. Bây giờ thiệt. Ê, còn đứng chết đang làm gì nữa, tới đây xem. Nè, đây là của bố bối thiêu. Tôi nói là của bố bối thiêu. Tiểu điệp thì to ghen, đừng có gọi công chúa là bối bối chứ. Đâu có sao đâu, muội và tỷ tỷ đã kết nghĩa kim lan, gọi nhau bằng tỷ muội. Phải rồi, hãy xem đi, còn chưa trả lời câu hỏi của tôi có đẹp hay không. Ba con dịch rừng đẹp ở chỗ nào đây chứ? Cái này đâu phải là dịch rừng, ông thiệt là vô tri. Đây là quyên ương đó. Quyên ương, quyên ương xưa nay là từng đôi từng cặp, tại sao lại có ba con vậy chứ? À, bố bối à, tại sao lại có ba con như vậy chứ? Ba con cũng tốt vậy. À, phải, tóm lại có chỗ mà đặt ra cũng không có coi, hòa thuận với nhau không ghi gỗ là được rồi. À, tiểu điệp, tỷ tỷ đồng ý hả?
À, tôi đương nhiên đồng ý rồi, không có lý do gì phản đối. Tiểu Điệp à, Tôn đại ca nói sao? Tôn Võ có việc, ta vào thư phòng trước. Ê, ông vô đây. Đêm nay bố bối ở tại chỗ này, ông ngủ phòng khách đi. Tiểu Điệp à, bà thiệt là. Bố bối, em xem ba con dịch rừng này. Tỷ tỷ, đây là nguyên ương chứ không phải là dịch rừng. Ba con dịch rừng này thật sự là nguyên ương. Ba con nguyên ương rất ít khi gặp. Miếng lũa lớn như vậy tôi nghĩ là tiêu 10 con hay 8 con cũng không thành vấn đề. Nếu mà nhờ thêm nữa không có chỗ để di động. Phải. Ba con tốt nhất. Tôn đại ca, tại sao lại nhìn trộm ở bên ngoài? Ê, không phải em nói là có chuyện hay sao? Lúc nãy bà nói là công chúa đêm nay sẽ lại chỗ này. Ta nghĩ có nên nấu nồi canh tiếp đãi công chúa hay không? Phải, có nồi canh rồi. Thôi nấu canh vịt đi. Canh vịt rừng hả? Canh vịt rừng hả? Sao sớm như vậy? Sớm cái gì? Bố bố đã về Dương phủ rồi. Tiểu Điệp à, Tiểu Điệp. Có gì đó mau đi. Đêm qua bà và công chúa muốn biết chúng tôi nói gì phải không? Đêm qua Tông Võ nghe được hai người cười nói vui vẻ. Tại sao vui vẻ vậy? Rất là vui vẻ. Nhưng mà không muốn nói chồng biết đâu. Được rồi, điểm tâm đã lo xong, ông ăn đi. Mũi biết huynh đã tới rồi. Công chúa, mũi biết huynh nhất định sẽ tới đây. Sao hả, suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Không phải tôi nói cho mũi biết huynh đã suy nghĩ rõ ràng thành hôn với mũi hay sao? Công chúa đừng có nói lớn tiếng như vậy. Yên tâm đi, ở đây không có ai đâu. Công chúa, xin hãy tha cho Tôn Võ. Tôn Võ, mũi năn nỉ huynh hãy cưới mũi đi. Được, không được, không được, không được đâu, không được. Tại sao vậy? Tiểu Điệp là con người hiền thục, lại biết điều, chắc chắn sẽ không phản đối việc muội dọn nhà. Ta phản đối. Tại sao vậy? Huynh muốn không chịu trách nhiệm. Không phải đâu công chúa. Muội biết rồi, huynh không dám nói với Tiểu Điệp. Để muội nói cho, muội sẽ nói với Tiểu Điệp trước. Không được. Vậy huynh nói. Không được. Vậy muội nói. Không được. Vậy muội mình không được, nói không được, không được, không được. Nàng nỉ muội đừng có buộc huynh nữa công chúa à. Không phải là muội buộc huynh, mà là huynh buộc muội. Huynh không dám nói, cho nên muội phải nói một mình. Đàn bà con gái mà không sợ, nằm từ háng này trượng phu, huynh sợ cái gì chứ? Huynh đã dặn muội cái chuyện gì mình làm mình phải chịu trách nhiệm mà. Muội đây đã dám chịu trách nhiệm, tại sao huynh không dám? Tôn Võ không phải là không chịu trách nhiệm. Muội không biết, ngày mai cho huynh một ngày. Nếu cho huynh không nói thì muội sẽ nói một mình. Công chúa, công chúa. Chết cha rồi. Chết cha. Chết cha rồi. Tử tư hiền đệ, đại ca đã gặp phải đại nạn. Vì muốn giữ tánh mạng không thể không bỏ đi, không thể cùng với đệ bàn việc đại sự. Đó là nỗi ân hận suốt đời. Hôm nay để lại sách lược công sở, hy vọng có thể giúp ích cho đệ. Cái việc điều bình khiển tướng cần phải hợp thiên mạng, đạo lý. Cái nạn kiêu binh mà đại ca nói tới, đó là căn bản của binh pháp. Sách có cầu, nạn kiêu binh là để cho quân lực của đối phương tự mình lơ là đề phòng. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội lợi dụng dùng ít thắng nhiều, dùng yếu thắng mạnh. Mong là hiền đệ phải ghi nhớ kỹ những lời nói này của đại ca. Tại sao mà tới đây vậy? Tại sao mà hồi hộp quá vậy? Ông viết cái gì đó? Không có gì. Đừng có gạt tôi nữa. Nhìn sắc mặt của ông tôi biết rõ chắc chắn có chuyện xảy ra. Đã nói là không có gì mà. Bà đừng có nhiều chuyện nữa.
nhìn cặp mắt của tôi. Nhìn tôi đây. Hãy nhìn thẳng đây. Nhìn thẳng vào cặp mắt của tôi. Có phải ông muốn đi nữa hay không? Tôi nói cho ông biết, lần này ông kêu tôi đi, tôi cũng không có đi nữa. Tôi không muốn sống như ngày cô đơn lẻ loi một mình nữa, ông biết không? Hứa cho tôi đi. Nhất định là không cho tôi đi. Hứa với tôi, đừng để tôi đi. Hứa với tôi, đừng để cho tôi đi. Nhất định đừng để cho tôi đi. Vậy được rồi, ông làm việc đi. Tôn Dậu quyết định một mình bỏ ra đi, không thể cùng với bà tổ cái hẹn trăm năm. Hy vọng bà thông cảm và tự mình lo cho mình. Phu quân của bà Tôn Võ Chi Bút. Kêu bà đi đâu? Tôn Võ sẽ đi một mình. Xin ngài dừng bước, cửa thành chưa mở, ông đợi chút đi nha. Ta là Tôn Võ, ta phải xuất thành có việc. Ồ, hóa ra là Tôn đại nhân. Hãy mở to cửa thành. Tôn đại nhân. Cảm ơn nhiều. Nè Tôn đại nhân, có cần tôi cho người hộ tống không hả? Không cần đâu. Tôn đại nhân, có cần tôi kiếm một con ngựa để mà tiễn chân đại nhân không? Tôi khỏi cần, không cần đâu. Vậy thì mời Tôn đại nhân, mời. Cảm ơn nhiều. Đại ca, huynh định bỏ tất cả mọi việc ra đi như vậy hay sao? Hiền đệ không có biết đâu, lần này Tôn Võ không đi thì không được. Huynh không cần phải nói nhiều, theo đệ về nói rõ với đại dương đi. Không thể nói rõ với đại dương, nói rõ với đại dương sẽ giết chết ta. Nhưng nếu như huynh không trở về nói rõ với đại dương thì đại dương sẽ giết chết đệ. Hiền đệ. Đại dương à, nhất định kiếm Tôn Võ về cho tôi đi. Được rồi, nhất định mà. Phụ vương, cha hãy giúp con tìm Tôn đại ca về đây đi. Con làm gì nữa đây? Đại dương, tôi năn nỉ ông mà. Được rồi. Tôn Võ về rồi kìa. Võ của người không có lương tâm, bọn định bỏ tôi nữa hay sao? Thì là cái đồ không lương tâm mà. Tiểu Điệp, tỷ tỷ, đừng có trách Tôn đại ca nữa. Tất cả là vì muội thôi. Nha, ăn thua gì tới con? Không liên quan tới công chúa, tất cả là tại Tôn Võ. Đại dương có trách thì trách Tôn Võ đi. Trách Khanh? Tại sao là trách Khanh? Đại dương muốn trách Tôn đại ca thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ thì không được. Chúng ta sắp sửa đánh Sở Quốc, không thể nào thiếu Tôn đại ca đâu. Đúng vậy đại dương, tôi cũng không thể không có ông ta được. Con cũng vậy. Phụ vương đã bị con làm cho hồ đồ rồi. Các người được khóc nữa có được không? Thôi đủ rồi. Đừng khóc nữa. Đại dương, Tôn Võ đáng chết. Tôn Võ đã làm hoàng ngỗ sự trong trắng của công chúa. Kẻ phụ bạc tấm lòng của công chúa chính là Tôn Võ. Tôn Võ có lỗi với nương tử, có lỗi với công chúa, có lỗi với đại dương, có lỗi với hiền đệ. Xin để bàn chết cho Tôn Võ. Thật là vô lý. Tôn Võ thật là to gan. Bản như khuyên nhà người dạy dỗ công chúa, nhà người lại làm cái chuyện như vậy. Đại ca, tại sao huynh lại làm chuyện như vậy hả? Tội của Tôn Võ không thể tha, mong đại dương ban cho tội chết. Được. Bấy đâu? Phụ vương đừng có giết Tôn đại ca. Phụ vương giết Tôn đại ca, bố cũng không muốn sống nữa đâu. Đại dương, hãy tha mạng cho tướng công của tôi đi. Đại dương, Tôn đại ca tội không thể tha, nhưng bây giờ chúng ta đang cần người. Xin đại dương cho Tôn ca đói công chuộc tội. Các người không cần năn nỉ giùm Tôn Võ nữa. Mong đại dương khoan hồng. Phụ vương, đừng có giết chết Tôn đại ca. Đại dương, tướng công tôi nhất thời hồ đồ, ông ấy làm chuyện gì cũng không có biết đâu. Các người đều không cho ta giết hắn. Các người nói đi, ta phải xử lý thế nào? Đại dương, xin hãy bàn chết cho thần.
Phu Dương, đừng có giết chết Tôn đại ca, đừng giết Tôn đại ca. Chứ làm vậy cũng không được, vậy làm gì bây giờ? Không lẽ chuyện này bỏ qua hay là sao? Cái chuyện này nếu mà lan tràn ra ngoài, như vậy sẽ bại hoại danh dự của Ngô quốc ta. Chư hầu nhất định sẽ khinh thường Ngô quốc, ngay cả chỗ đứng chân cũng không có, đừng có nói là làm bá chủ. Đại Dương, nếu như có phương pháp có thể giữ được mạng của Tôn đại ca và không làm tổn hại tới Ngô quốc, không biết đại Dương có bằng lòng không? Có biện pháp tốt, vậy Ngũ Khanh gia hãy nói đi. Tức là đem công chúa gả cho Tôn đại ca. Không được. Không được. Tại sao lại không được? Đó cũng là biện pháp duy nhất. Không thể được, Tôn Võ đã có gia tấc rồi. Công chúa làm sao mà có thể gả cho hắn? Như vậy ra thể thống gì? Còn Phụ Dương thì sao? Phụ Dương có tầm thề tứ thiếp. Còn Phụ Dương thì khác. Phụ Dương đã nói rõ với các Dương Phi hết rồi mà. Nói vậy có nghĩa là nếu Tôn đại tẩu đồng ý thì Đại Dương nhất định sẽ đồng ý phải không? Đương nhiên. Chỉ cần có thể giảng hồi được tánh mạng tướng công là có thể giữ được thanh danh của Trương Thất. Tôi còn có thêm được một em gái, thì điệp tại sao lại không đồng ý chứ? Vậy thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng ta hãy chọn ngày lành tháng tốt để cho đại ca và công chúa thành hôn với nhau đi. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Đa tạ Phụ Dương. Đại ca, con không chịu đứng lên. Hiền đệ, quỳ lâu quá cái chân tệ hết trơn rồi, làm ơn dìu đại ca đứng lên đi hả? Đa tạ Đại Dương. Cùng Đại Dương cái gì? Đa tạ Phụ Dương, đa tạ Nhạc Dương. Đôi chân của bạn đầu đã quỳ tê luôn rồi, lại không có người dìu. Minh đại ca, tới dìu tôi giùm đi.